một sự kết hợp kinh khủng bom tấn đến từ Mixer Max 13 Plus nha anh chị. Đó, như vậy thì cũng đâu chưa gì đó, đã phải không? Đây, kết hợp thêm cho anh chị 8 con loa vàng mini. Đó, mỗi con bass 10 nha. Tổng cộng 8 con là bass 80 luôn. Đã chơi đã chưa? Mixer Max 13 Plus này không đơn giản là bàn chọn âm thanh nha anh chị. Nó còn tích hợp cho anh chị là đẩy kìa, đẩy công suất nằm ở bên trong nè. Có vang số cho mình nè không? Đó, vang số là 3 chế độ vang rất là hay nha. Đó là delay, echo và reverb, 16 hiệu ứng vang số DSP nè. Đó, nằm thẳng ở trên đây nè. Đó, kết nối được Bluetooth. Đó, kết nối được hả? Bằng hả USB. Đó, vẫn rất là ok ha anh chị. Và chia ra cho mình là có 2 kênh âm thanh. Đó, đây là em đang đâu hả? 8 con luôn. 8 con là hả là nhiều đó anh chị, là muốn chơi 4 con nó cũng được luôn. Này là anh chị nè, không về chúng ta lắp lên những cái góc tường đó. Đó, để chúng ta có thể là nghe nhạc và không nhạc sàn, nhạc thiền, nhạc nước chảy gì đó cho tiệm spa, tiệm cắt tóc, tiệm quán cà phê chúng ta vân vân vợi mây, tùy anh chị sử dụng. Đó, bên trong á là cái con Mixer Max 13 Plus này nè, tích hợp cho anh chị mua anh chị nè, một con đẩy nè. Đó, một con đẩy công suất nè, thấy không? Bự ghê không? Rất là bự ha anh chị. Đó, và ngoài sau là có một cái quạt thông gió luôn, tránh trường hợp là chúng ta hả sử dụng lâu nó bị nóng, yên tâm không sao, sẽ có hả một cái quạt ở đây nè. Đó, để nó thể hả là phòng nhiệt cho mình ha, rất là hay ha anh chị. Và ở đây á là có tích hợp vang như nãy nói rồi, thì bây giờ em lên thử cho anh chị nghe thử là nếu nó đẩy công suất cả 8 con lo như thế này có hay hay không và đánh có nổi hay không, thì mời anh chị chiêm nghiệm thử ha. Đó, trải nghiệm thử âm thanh của nó nha. Đây, sau lưng của anh chị đây là nó chỉ cần đâu dây lo nè, không đơn giản như này thôi, nó đâu vô nè, không dây lo và ga cho em là cổng chính từ Mixer đó, thế là đẩy âm thanh ra được rồi, kết nối Bluetooth phát nhạc lên, thế là nghe nhạc được thôi. Đó, anh chị nào thích cái combo mà hả kinh khủng hả bom tấn siêu khủng lồ này á, thì đây nhanh tay nhắn xuống nhà hàng gước vào cho em cái con Mixer Max 13 Plus này và với 8 con loa vàng mini này nha anh chị.